Thi muốn sinh thêm con cho ông xã dù đã đủ nếp đủ tẻ. Vừa qua, Khánh Thi và Văn Hiển nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả khi tổ chức đám cưới hoành tráng sau 13 năm đồng hành, gắn bó bên nhau. Bên cạnh chuyện tình cảm hạnh phúc, viên mãn của cặp đôi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có hai con, Anna và Kubi, chững con nhà nội. Cho đến mới đây, Văn Hiển khiến dư luận xôn xao vì hé lộ việc bà xã muốn có con. Theo đó, đăng tải trên bài viết trang cá nhân, anh khiến dư luận đứng ngồi không yên khi hé lộ. Mới đầy năm mà vợ tôi nói, không đẻ bốn đứa đời không nể. Không biết đây là lời nói thật hay là lời nói đùa, nhưng nhiều người cho rằng, việc có thêm thành viên mới càng thêm khiến gia đình hạnh phúc, vui vẻ hơn. Song song với đó, ở một diễn biến khác trên trang cá nhân, Khánh Thi cũng hào hứng khoe gia đình cô đi xem bé Anna biểu diễn tại trường. Cô vui vẻ cho biết, đầu năm đỏ rực rỡ, ba mẹ và Kubi đi xem mở chảnh biểu diễn. Mở đã 4 tuổi rồi nên mở cao hẳn ra. Đám cưới của ba mẹ mở sốt cao nên mở nằm bẹp một chỗ. Nếu không là mở quậy banh nóc rồi. Thương em và Kubi, cả năm ba mẹ bận rồi. Giờ là lúc lo cho mở và Kubi. Đính kèm dòng trạng thái, nữ kiên tím lên bót còn đính kèm loạt ảnh xinh xắn, nổi bật của ái nữ. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng quen thuộc của mở chảnh, bé Anna gây chú ý với nụ cười rạng ngời. Đặc biệt, cô bé còn thể hiện khả năng nhảy múa cực đỉnh, nổi bật hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Trước đó, trong đám cưới hoành tráng, Phan Hiển khiến nhiều người chú ý khi thể hiện sự tiếc nuối khi hé lộ con gái ít xuất hiện. Theo đó, vì Anna bị sốt nên chỉ có Kubi xuất hiện khi làm chủ hôn cầm tay mẹ vào lễ đường. Không chỉ Anna mà Kubi cũng từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu thành tích cực nể. Với hàng loạt vi chương mông đen bót, khẳng định con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh. Hiện tại, những chia sẻ của Khánh Thi và Văn Hiển nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả. Sau đám cưới hoành tráng với Mimo 1.000 khách mời, hôn nhân của cặp đôi cũng nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt. Sau 13 năm gắn bó bên nhau, cả hai liên tục khiến nhiều người ngưỡng mộ và sự hạnh phúc viên mãn.